Xin chào. Chúng mình vừa ra biển hải tiến ngắm bình minh. Nhưng chúng mình đặt báo thức lúc 4 giờ sáng và 6 giờ mới đi ra được cái tỉnh tận biển. Mọi người đã đi tắm về gần hết. Ở đấy chúng mình được chơi với rất nhiều những con sóng to nhỏ, chụp ảnh tay chân sóng, chơi cát và được chăm cá. Tối hôm qua khi chúng mình đến biển muốn đi xuống tận bờ biển mặt nước để chơi với cát. Tuy nhiên thì thủy triều lên rất là cao và lên tới sát trên bờ trên cao, chúng mình đã không thể xuống được. Và khi mà đi về khách sạn thì mình cảm thấy rất là thất vọng, bởi vì không biết là bãi cát của bãi biển Hải Tiến ở đâu. Nhưng sáng hôm nay đi ra đến bãi biển thì thấy khi thủy triều rút xuống thì bãi cát rất là dài và rộng, chúng mình lại có thời gian để chơi với cát rất là vui. Cảm giác của em khi đến với bãi cát như thế nào? Bãi cát khi đến bãi cát thì cảm nhận đầu tiên khi đến bãi bão cát. Cảm nhận đầu tiên khi đến bãi cát, mình được bỏ dép ra này, được chạy trên cát này và được vùi chân dưới cát này, xong lại để những con sóng cuốn băng cát đi nên rất là vui. Cái cảm giác đấy nó như thế nào cơ? Cảm giác đấy thứ nhất là rất là buồn chân này. Cảm giác rất là thoải mái như đấy. Chốt lại là em vừa cảm thấy buồn vừa cảm thấy thoải mái relax. Dứt cuộc là em buồn hay em thoải mái nhỉ? Cảm thấy thoải mái, đấy là buồn chân. Sáng nay em ăn gì ở biển? Sáng hôm nay mình ăn một suất bún chả và một suất bánh cuốn ở biển với giá 30.000 đồng một suất. Hương vị của nó thì rất khác xa so với Hà Nội, bởi vì có lẽ đây là nó gần biển, có hương vị muối. Tại vì chiều nay mình sẽ đi tắm biển và sẽ cho các bạn xem rất là nhiều những cảnh đẹp, bình đẹp của buổi chiều nha. Còn bây giờ chúng mình đi chơi đây. Sau đây thì mình sẽ chào cho các bạn xem một vài cảnh đẹp ở biển Hải Tiến vào buổi bình minh nha. Bye bye. Xin lỗi. Mình có một điều chưa nói nốt. Nếu như bạn muốn xem video tắm biển vào bãi biển buổi chiều, hãy ấn nút subscribe nhé. Bye bye.